thì nhiều bà con có cái tư duy cũng như là có cái cách thức ghép thì nó rất là không đúng. Đó là bà con ghép càng lâu thì con rúi nó sẽ chắc chắn là được bầu. Nhưng xin thưa với bà con là khi bà con ghép càng lâu, con rúi đấy của bà con nó sẽ, thứ nhất là nông thôn làm giàu. Xin chào bà con. Mỗi vùng miền, mỗi địa phương trên cả nước thì sẽ có những điều kiện tự nhiên khác nhau để phát triển chăn nuôi, và để tối ưu được hiệu quả kinh tế thì bà con cần tận dụng được những thế mạnh của địa phương mình vào công việc chăn nuôi để giảm được tối đa chi phí đầu tư mà lại có được lợi nhuận cao nhất. Như anh Nguyễn Quang Đức, có địa chỉ tại phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, người chuyên chăn nuôi dúi má đào Thái Lan trong nhiều năm qua, và hiện anh đang sở hữu một chuỗi trang trại nhân nuôi vào bảo tồn các loài động vật hoang dã được trải dài từ Nam ra Bắc. Nếu quý bà con ở khu vực miền Bắc thì có thể đến các trang trại của anh Đức ở Phú Thọ và Hà Nội để biết thêm được cách làm hay, mô hình chăn nuôi hiệu quả này. Xin chào bà con, tên tôi là Đức, là chủ của trang trại chăn nuôi động vật hoang dã trải dài từ Bắc vào Nam. Có các địa chỉ là Hồng Minh, Phú Xuyên, Hà Nội, Cầu Hai, Xuân Mộng, Đoan Hùng, Phú Thọ, và thứ ba đó là Thới An Đông, Bình Thủy, Cần Thơ. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bà con một số kinh nghiệm cũng như là một số trải nghiệm trong quá trình chăn nuôi con rúi mà một số bà con đang chăn nuôi thường mắc phải, cũng như là một số bà con đang chuẩn bị bắt tay vào chăn nuôi, cũng như là muốn thay đổi mô hình kinh tế gia đình mình. Thay vì con lợn, con gà thì hôm nay bà con có thể thay thế bằng những con động vật hoang dã như con chồn, con giòn và hôm nay con rúi. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bà con thực tế về những cái kinh nghiệm trong quá trình chăn nuôi con rúi, làm sao mà để đạt hiệu quả kinh tế cao, cũng như là tránh một số cái mà bà con trong quá trình chăn nuôi bà con thường mắc phải, dẫn đến là những cái hao hụt cũng như là những cái mà nó không hay xảy ra trong quá trình chăn nuôi của bà con. Đối với bà con mới tìm hiểu hay mới bắt tay vào nuôi con dúi má đào Thái Lan này thì có một số thắc mắc như là chuồng trại nuôi dúi làm như thế nào, nguồn thức ăn gồm có những gì, trong quá trình nuôi dúi có mắc bệnh gì hay không, cách khắc phục thế nào, và cuối cùng là khi đi chọn dúi thì nên chọn con giống càng to càng nặng đúng không? Thì ngay sau đây, anh Đức sẽ giải đáp từng thắc mắc một để bà con nắm rõ hơn. Như bà con cũng đã biết, con dúi, cái nguồn thức ăn cũng như là cái chuồng trại của con dúi thì gần như là như bà con cũng đã tìm hiểu nhiều và cũng đã lắm được là chuồng nó như thế nào và thức ăn chính của chúng ra làm sao, thì bà con cũng đã lắm được. Hôm nay tiện đây thì tôi cũng nói sơ qua để cho các bà con nắm được. Chuồng thì bà con có thể ghép những ô chuồng là 60 1m2 hoặc là ô 60-60, hay là một số loại ô là 1m2-1m2. Còn đâu, nguồn thức ăn chính của chúng là tre. Ngoài tre ra thì bà con có thể bổ sung là mía, ngô, khoai, thân cây sắn hay thân cây khoai mì. Thì đối như một số bà con đang chăn nuôi thì bà con cũng đã biết là nuôi con rúi thì chúng thường thường hay mắc những cái bệnh đó là về viêm phổi hay là bị sốc nhiệt. Đấy là những cái mà bà con thường hay bị mắc phải nhất trong quá trình chăn nuôi. Đấy là những cái mà bà con gặp nhiều trong quá trình nuôi con rúi này. Thì làm sao mà để khắc phục được cũng như là để hạn chế được những cái rủi ro đó? Cái câu hỏi này thì sẽ phải dựa vào trong quá trình bà con xây dựng chuồng trại. Bà con làm những cái chuồng trại của mình làm sao mà nó vừa thông thoáng nhưng mà lại lượng gió vào trong chuồng nó vừa phải, vừa đủ, không bị quá nhiều gió để dẫn đến những cái trường hợp như là viêm phổi cho con rúi. Còn về những cái chuồng mà những cái con mà hay bị nhiều chuồng bị hay bị sốc nhiệt nhiều quá thì do cái chuồng của bà con nó nóng quá, vì những cái thời điểm nó cao điểm như là từ 10 giờ trưa cho đến 4-5 giờ chiều, những cái giờ đấy là nắng rất là gắt, thì bà con cái chuồng của bà con lại không đảm bảo được cái độ thoáng mát, dẫn đến là tình trạng sốc nhiệt. Thì nếu như bà con muốn khắc phục những cái mà tôi vừa nói ở trên, thì thứ nhất là cái chuồng của bà con, khi bà con có làm chuồng, bà con làm cửa sổ thì chẳng hạn như sổ ở bên đây này thì bà con nên mở cửa sổ bên này và ngược lại, mở ngược theo chiều hướng của gió, làm sao để cái chuồng của bà con vẫn có thể thông thoáng mát được, mà cái lượng gió vào chuồng thì nó rất là ít, nên là cái con rúi nó rất là mát, thế nên là nó sẽ rất dễ để cho bà con chăn nuôi. Đấy là những cái mà bà con chưa nắm hết được những cái tập tính cũng như là cách thức
sinh sống của con rúi như thế nào thì bà con hay bị mắc phải. Như bà con biết thì con rúi á, thì nó là dòng động vật sống ở trong hang, thì cái lượng gió của nó sẽ cần rất là ít, mà chủ yếu là cái chuồng của mình nó phải mát. Cái nhiệt độ mà để thích hợp nhất và con rúi nó phát triển tốt nhất thì nhiệt độ của chúng sẽ là từ 25 độ cho đến là 33 độ. Đấy là cái nhiệt độ mà nuôi con rúi là rất là thích hợp, cũng như là phát triển tốt, phát triển đều. Thì bà con cần lưu ý cái nhiệt độ của trong chuồng mình làm sao mà nó ổn định nhất có thể. Cái nữa là trong quá trình mà bà con đi mua con giống hay là chọn con giống thì bà con lại hay đặt nặng những cái vấn đề về cân nặng lên vào con giống. Thì những cái đấy thì bà con đang bị sai lầm. Và cái sai lầm của bà con thì lợi dụng cho những gian thương, người ta bắt những con thương phẩm từ các trang trại lớn về, người ta sẽ bán thành con giống với cái giá rẻ cho bà con. Thế bà con mua những con đấy về thì thứ nhất là sinh sản rất là kém, và thứ hai là có những con nó còn không sinh sản được. Thế nên là bà con cần lưu ý những trường hợp đấy. Chăn nuôi rúi má đào Thái Lan là một quá trình dài hơi, đòi hỏi bà con cần có sự kiên trì, chịu khó học hỏi từ những người đã thành công trước đó. Và cũng chính vì sự ham học hỏi mà nhiều bà con đã làm giàu thành công từ loài vật nuôi này. Tuy nhiên, trong số bà con đã thành công thì vẫn có khá nhiều bà con chăn nuôi thất bại ngay từ khâu ghép đôi sinh sản. Anh Đức cho biết, nhiều bà con khi mới bắt tay vào nuôi rúi thường có cái tư duy là ghép phối càng lâu thì khả năng rúi cái đậu bầu sẽ càng cao. Theo anh Đức, với những bà con đang ghép phối giống như vậy là không đúng. Còn nguyên nhân vì sao thì xin mời bà con đến với chia sẻ của anh Đức ngay sau đây. Trong quá trình chăn nuôi cũng như là phát triển kinh tế từ con rúi này thì một số bà con đang chăn nuôi cũng như là một số bà con đang mới bắt tay hoặc là đang tìm hiểu để chăn nuôi thì bà con cũng phải cần nắm được trong quá trình bà con ghép giống. Thì nhiều bà con có cái tư duy cũng như là có cái cách thức ghép thì nó rất là không đúng. Đó là bà con ghép càng lâu thì con rúi nó sẽ chắc chắn là được bầu. Nhưng xin thưa với bà con là khi bà con ghép càng lâu thì con rúi đấy của bà con nó sẽ, thứ nhất là có thể đậu bầu và có thể sảy thai luôn. Và cái thứ hai là ghép lâu nhưng không được bầu. Tại sao? Bởi vì khi bà con ghép lâu thì đối với bản năng của con đực thì nó vẫn là muốn nhảy. Mà con cái thì nó đậu bầu rồi thì nó sẽ gần như không cho con đực cứ nhảy. Nhưng bà con cứ để lâu trong quá trình là thậm chí là 3 tuần hay là 1 tháng. Quá trình đấy thì hai con nó sẽ có cái sự xung khắc và dẫn đến là con cái nó được bầu rồi nhưng nó lại sảy. Và nó cứ liên tục lặp đi lặp lại vài ba lần như vậy thì nó sẽ dẫn đến là con cái của bà con thì nó sẽ không còn khả năng để đậu thai hoặc là không có khả năng để sinh đẻ nữa. Thì như vậy là tự tay bà con đang hủy cái lứa giống của mình đi. Và cái thứ hai ở đây là khi bà con ghép mới những con mà chưa lên giống, bà con đã ghép mà bà con ghép chưa nhận biết được lên giống nó như thế nào mà bà con cứ thả vào ghép mà xong là bảo sao ghép lâu nó không bầu, thì cái đấy bà con cần ý. Quá trình con cái nó lên giống thì cái bộ phận sinh dục của chúng sẽ ửng đỏ và lở, và cái thứ hai là cái ti của chúng sẽ đỏ hơn so với bình thường. Đấy, bà con cần phải nhìn được những cái biểu hiện ở bên ngoài như vậy. Và cái thứ ba đấy là khi bà con phải xác định được chuẩn tháng tuổi của con rúi. Nhiều bà con chăn nuôi thì nuôi một con rúi nó rất là lâu lớn hay là chậm lớn, nhưng mà tháng tuổi thì đủ nhưng trọng lượng cơ thể thì lại không đạt yêu cầu để ghép giống, thì bà con không thể nào ghép được. Nếu như bà con cố tình ghép thì nó rất hại cho con rúi mẹ. Làm sao thì như vậy thì con rúi mẹ của bà con là rất dễ nhanh học và gần như là không có khả năng làm ra kinh tế cho bà con. Thì bà con cũng cần đặc biệt lưu ý những cái trường hợp là ghép lâu hoặc là chưa đủ tuổi để lên giống, hay là đủ tuổi lên giống nhưng mà lại cân nặng thì lại không phù hợp. Thế bà con cũng cần lưu ý. Đối với cái trường hợp mà đủ tuổi nhưng mà cân nặng không phù hợp thì dẫn đến là khi nó vẫn đậu bầu và vẫn sinh con, nhưng đến khi sinh con ra thì chúng sẽ có cái trường hợp là cắn con và bỏ con không nuôi. Bởi vì khi ấy, cơ thể của chúng yếu, không đủ khả năng, không đủ chất dinh dưỡng thì sẽ không có sữa cũng như là không có đủ đầy đủ canxi để mà nuôi con, thì nó dẫn đến cái tình trạng là bị cắn con, hủy con, không nuôi nữa. Thì nhiều bà con cũng có thắc mắc là tại sao rúi của tôi nó đẻ được 5-6 con nhưng mà lại không nuôi hoặc là bị cắn con, mà hai lứa đều vậy. Thì đấy là do mà bà con chăm sóc con mẹ bầu cũng như là chăm sóc con lái của bà con nó chưa đạt tiêu chuẩn cũng như là chưa thực sự là đủ điều kiện để mà chăn nuôi sinh sản ra những lứa con tốt đẹp hoặc là nuôi được. Bà con cũng cần lưu ý những cái trường hợp này. Ngoài ra, theo anh Đức, khi bà con đi chọn rúi giống thì cần đặt mục tiêu là chọn con giống thật chuẩn, tránh mua phải những con rúi chất lượng kém sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả chăn nuôi sau này. Vậy làm thế nào để nhận biết được con rúi đấy là giống chuẩn và rúi kém chất lượng,
thì tiếp theo đây, anh Đức sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn con giống để quý bà con được rõ. Một cái nữa mà bà con khi đi chọn con giống thì bà con cần nhớ kỹ cho tôi là chọn con dúi giống làm sao và như thế nào để đạt được một cái con giống nó tốt, khỏe mạnh. Thứ nhất là khi bà con đi chọn con giống, con dúi giống thì bà con cần nhớ những cái đặc điểm sau. Thứ nhất là bộ phận trên cơ thể phải đầy đủ, không có khuyết tật, không có dị tật. Cái thứ hai là con dúi nó phải bụng nó phải lây tròn, đều, đẹp và nhìn con dúi nó phải tinh nhanh, không có những cái biểu hiện như là ủ rũ hay là thiếu hay khuyết tật hay là nhìn cái con dúi nó cảm giác có ể oải, nó không có cái sức sống. Thì bà con cần phải nhớ và đặc biệt lưu ý những cái mà bà con có thể quan sát bằng mắt thường khi bà con đi chọn con giống. Những cái đấy là những cái yếu tố mà rất là quan trọng trong quá trình mà bà con bắt tay vào đi chọn con giống để chăn nuôi. Nếu như bà con mà chọn con giống nó không được chuẩn ngay từ đầu thì bà con có nuôi kiểu gì, chăn nuôi kiểu gì đi chăng nữa thì nó cũng không thể nào làm ra được kinh tế cho bà con, mà ngược lại đó là làm thiệt hại kinh tế cho bà con. Thì bà con cần đặc biệt lưu ý cho tôi. Vậy là sau những chia sẻ của anh Đức về một số kinh nghiệm thực tế trong chăn nuôi con dúi má đào Thái Lan, nếu quý bà con nào có nhu cầu tìm hiểu thêm về loài động vật hoang dã này thì hãy liên hệ ngay cho anh Đức qua số điện thoại đang được hiển thị trên góc phải màn hình, hoặc đến tham quan trực tiếp một trong những trang trại của anh ở khu vực miền Tây Nam Bộ có địa chỉ tại phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ để được anh chia sẻ và tư vấn thêm những kỹ thuật chuyên sâu trong chăn nuôi. Vừa rồi thì tôi cũng đã chia sẻ với bà con một số kinh nghiệm thực tế trong quá trình chăn nuôi con dúi mà bà con thường hay mắc phải và hay bị mắc sai lầm trong quá trình chăn nuôi. Nếu như bà con nào mà muốn biết thêm thông tin hay là muốn chia sẻ thêm kinh nghiệm thì có thể gọi điện thoại trực tiếp cho tôi qua số điện thoại 0348782386, hoặc có thể đến trực tiếp các trang trại của tôi, cầu 2 Trên Mộng, Đoàn Hùng, Phú Thọ, cơ sở thứ 2 là Hồng Minh, Phú Xuyên, Hà Nội, và cơ sở thứ 3 là Thới An Đông, Bình Thủy, Cần Thơ. Có thể đến tham quan cũng như là gặp gỡ, giao lưu. Rất vui khi được tiếp đón bà con đến trang trại của tôi tham quan cũng như là gặp gỡ để giao lưu. Cuối cùng, đối với bà con mua dúi giống tại trang trại, anh Đức sẽ cung cấp đầy đủ giấy tờ pháp lý cùng chính sách bảo hành con giống và hợp đồng bao tiêu đầu ra sau khi bà con chăn nuôi đã có thành phẩm. Ngay cả đối với bà con không mua dúi giống tại trang trại, anh Đức cũng sẽ thu mua lại nếu bà con vẫn chưa tìm được đầu ra. Nông thôn làm giàu, xin chúc bà con thành công.